Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,09%, hiện tại đứng quanh vùng giá 2.504 đô la Mỹ trên một ounce. Như vậy là mở cửa giao dịch đầu tuần này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn đang giằng co quanh ngưỡng 2.500 đô la Mỹ trên ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm giao dịch ở mức 102,32 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm với tỷ lệ giảm mạnh là 1,8%, đứng ở mức 58.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,893% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, đứng ở mức 76,56 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng vọt và đạt mức cao kỷ lục mới trên 2.500 đô la Mỹ trên một ounce trong cuối tuần vừa qua và đã điều chỉnh giảm nhẹ ngay đầu tuần này do áp lực bán chốt lời ngắn hạn. Theo Alex Kusikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FX Pro cho rằng vàng đã tăng đều đặn kể từ cuối tuần trước nữa. Đợt tăng giá này bắt đầu với những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Fed, được hỗ trợ bởi căng thẳng ở Trung Đông và mong muốn của một số ngân hàng trung ương trong việc đa dạng hóa dự trữ của họ khỏi đồng đô la Mỹ. Ngoài mức giá 2.500 đô la Mỹ trên một ounce, Kusikevich cho biết khu vực 2.800 đến 2.900 đô la Mỹ trên một ounce đang được đề cập. Trong khi đó, Adam Burton, giám đốc chiến lược tiền tệ tại forexline.com cho biết các nhà đầu tư nên tìm cách mua vào khi mà giá đột phá. Ông cho biết sức mạnh của phiên thứ 6 vừa rồi có thể được thúc đẩy bởi tin tức các ngân hàng Trung Quốc được cấp hạn ngạch cao hơn để mua thêm vàng. Cách đây không lâu, việc dự đoán giá vàng đạt 2.500 đô la Mỹ trên một ounce khiến bạn có vẻ như một kẻ cuồng vàng ảo tưởng, và giờ thì chúng ta đang ở đây, ông nói, và cho rằng kim loại màu vàng vẫn còn phải tăng giá nhiều hơn nữa vì nó đã vượt được ngưỡng 2.500 đô la Mỹ trên một ounce trước lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed. Thông tin đáng chú ý trong tuần này là trong sáng thứ sáu, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson-Hole của ngân hàng trung ương. Thị trường sẽ chú ý rất kỹ đến cách lựa chọn từ ngữ của ông Powell khi mà họ tìm kiếm sự xác nhận về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và những dấu hiệu có thể cho thấy mức cắt giảm thậm chí có thể còn lớn hơn mức 50 điểm cơ bản đã được định giá đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, chứng kiến việc đi xuống của mặt hàng vàng nhận bộ số 9 theo cùng chiều với giá vàng trên thị trường thế giới và số này được duy trì sang đến thời điểm chiều nay. Còn với vàng miếng SJC thì vẫn đi ngang, hiện tại đã có 6 phiên giao dịch liên tiếp dậm chân tại chỗ về giá. Cụ thể, với giá nhận một số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 76,8 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,2 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên cuối tuần vừa qua. Mức giảm 150.000 cho đến 200.000 đồng trên một lượng cũng đang được các tập đoàn phú quý Bảo Tín Minh Châu áp dụng với mặt hàng vàng nhẫn. Hiện tại, các doanh nghiệp này đang mua vào ở mức 76,85 triệu đồng trên một lượng, bán ra quanh vùng 78,2 triệu đồng trên một lượng. Với nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào mức 76,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,20 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng mua vào, 200.000 đồng trên một lượng bán ra. Giá nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng đang mua vào mức 77,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,20 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra. Còn với mặt hàng vàng miếng SJC hiện tại vẫn duy trì mức 78 triệu đồng trên một lượng mua vào, 80 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng tại đa số các hệ thống kinh doanh. Hiện tại chỉ có riêng hệ thống Phú Quý giảm 100.000 đồng trên một lượng chiều mua, đang mua vào mức 78,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra vẫn ở mức 80 triệu đồng trên lượng. Và ở Mi Hồng tăng 500.000 đồng trên một lượng tại chiều mua vào, lên mức 79 triệu đồng trên một lượng chiều mua, 80 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại giảm 30 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 24.830 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.200 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm rất mạnh, giảm đến 200 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 130 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Hiện tại mua vào mức 25.250 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.400 đồng trên 1 đô la Mỹ.
Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 810 nghìn, bán ra 8 triệu, giảm 100 nghìn đồng trên một lượng mua vào, chưa bán ra không có thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 830 nghìn, bán ra 8 triệu. Mi Hồng SJC mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Huế mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này vẫn duy trì đà giảm và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7 triệu 680 nghìn, bán ra 7 triệu 820 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7 triệu 680 nghìn, bán ra 7 triệu 830 nghìn, giảm 200 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán với hai loại vàng này. Vàng bố số 9 mua vào 7 triệu 670 nghìn, bán ra 7 triệu 770 nghìn, giảm 25 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 7 triệu 493,1 nghìn, bán ra 7 triệu 693,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 593,1 nghìn, bán ra 5 triệu 843,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 295,4 nghìn, bán ra 4 triệu 545,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 005,4 nghìn, bán ra 3 triệu 255,4 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 7 triệu 695 nghìn, bán ra 7 triệu 820 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 7 triệu 685 nghìn, bán ra 7 triệu 820 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 693 nghìn, bán ra 7 triệu 823 nghìn. Nhẫn ba số 9 Mi Hồng mua vào 7 triệu 720 nghìn, bán ra 7 triệu 820 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.